Tết Nguyên Đán sắp đến, nhu cầu mua sắm của người dân đang ngày càng gia tăng. Đây cũng là thời điểm mà các chương trình xúc tiến thương mại được đẩy mạnh thông qua các cửa hàng, siêu thị, hội chợ với những chương trình khuyến mại để thu hút người tiêu dùng. Năm nay, hội chợ khuyến mại hàng tiêu dùng Tết Vĩnh Long 2016 diễn ra từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 1 năm 2016 tại sân vận động tỉnh Vĩnh Long, với sự tham gia của khoảng 80 đơn vị là các cơ sở doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đây là cơ hội để người tiêu dùng tiếp cận với nhiều chương trình khuyến mại và có thêm sự lựa chọn cho mùa mua sắm lớn nhất trong năm. Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân trên địa bàn tỉnh trong năm 2015 giảm 0,04% so với năm 2014, chủ yếu là do ảnh hưởng của một số nhóm hàng như lương thực giảm khoảng 0,5%, nhóm giao thông giảm gần 11%, nhóm điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng giảm 2,37%. Riêng trong tháng cuối năm 2015, giá cả một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trên địa bàn tỉnh dao động giảm nhẹ như thực phẩm, xăng dầu, làm chỉ số giá tiêu dùng chung tháng 12 giảm gần 0,2% so với tháng trước. Việc giá cả hàng hóa không có nhiều biến động và có xu hướng giảm nhẹ vào thời điểm cuối năm để tạo điều kiện thuận lợi để người dân an tâm mua sắm Tết. Theo cái giá cả hàng ngày đến Tết thì cái nó cũng bình thường. Rồi bên cạnh đó thì thấy những cái mặt hàng thì có những cái khuyến mãi thì làm cho cái người mua tiêu dùng thì người ta thấy phấn khởi, ta thích mua hơn. Chứ bên cạnh vô siêu thị này thì tự do mà mình chọn lựa cái sản phẩm của mình vừa ý. Mình thấy có loại khuyến mãi thì mình mua nó nhiều hơn. Thấy những cái hàng mà muốn mãi thì mình lựa mình nhiều để làm như là mình ham thích hơn, mình mua nhiều hơn vậy đó. Hàng mà khuyến mãi mình trước mắt thì nó đập vào mắt mình nhìn thấy đẹp, rồi thấy nó cũng vừa túi tiền, nhưng mà cái giá gốc thì mình đâu có nắm được, nhưng mà mình thấy vừa túi tiền thì mình ưng bụng mình mua. Nhưng mà nói chung thì Tết thì hầu như là ở cái mắt này thì những cái hàng khuyến mãi rất là nhiều, đa dạng, rất là phong phú. Nó cũng cái thích dữ lắm à, tại vì đa số là người ta coi ưng bụng là ta mua, đem về liền. Tết Nguyên Đán là thời điểm người dân chi cho tiêu dùng lớn nhất trong năm. Đây cũng chính là cơ hội để các doanh nghiệp gia tăng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Nắm bắt cơ hội này, nhiều doanh nghiệp cũng như hệ thống bán lẻ đã đưa ra các chương trình khuyến mại để kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán hàng. Như tại siêu thị Co-op Vĩnh Long, năm nay đã thiết kế riêng một khu trưng bày các sản phẩm hàng hóa thiết yếu cho ngày Tết để người tiêu dùng dễ dàng tham quan và mua sắm. Các chương trình khuyến mại tại siêu thị cũng có sự gia tăng nhiều hơn so với ngày thường. Ngoài các chương trình khuyến mại từ các nhà cung cấp, siêu thị này cũng đưa ra nhiều chương trình khuyến mại cho người tiêu dùng, đặc biệt là đối với các mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu dịp Tết. Chương trình Tết năm nay của chúng tôi thì tổ chức với chủ đề là Tết Việt gắn kết mọi nhà. Và chúng tôi muốn tổ chức cái chương trình, nhiều chương trình khuyến mãi để chia sẻ với người tiêu dùng, để cho người dân có thể đón Tết cổ truyền được ấm cúng sum vầy. Thì chúng tôi tổ chức cái chương trình khuyến mãi như sau: là chương trình giảm giá lên đến 50% dành cho các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu để tiêu dùng trong dịp Tết. Thứ hai là chương trình tích điểm thưởng. Thứ ba nữa là chúng tôi có cái chương trình dành cho sản phẩm quần áo giảm lên đến 40%. Thì hiện nay thì các nhà cung cấp đều khi mà tổ chức thăm chương trình khuyến mãi thì họ đăng ký với siêu thị, và hai bên, một bên là siêu thị và một bên là nhà cung cấp, cùng đưa vào để khống chế và để đưa cái lượng khuyến mãi giá cho phù hợp cho người tiêu dùng. Và hiện nay giá đó tất cả là do siêu thị kiểm soát hết. Thời điểm này, các siêu thị, cửa hàng, trung tâm mua sắm cũng đã bắt đầu đưa ra các chương trình khuyến mại để thu hút người tiêu dùng. Như tại siêu thị Điện Máy Xanh Vĩnh Long, ngoài các khuyến mãi tặng phẩm từ nhà sản xuất, siêu thị này cũng đã triển khai song song nhiều chương trình khuyến mại như giảm giá, tặng quà Tết đối với hầu hết các sản phẩm điện máy từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2 năm 2016. Ngoài ra, siêu thị còn có các chương trình hỗ trợ cho khách hàng như bán trả góp, bao giá và đổi trả sản phẩm lỗi miễn phí trong vòng 14 ngày đối với hàng điện máy, bao xài 1 năm đối với các mặt hàng điện gia dụng và giảm thêm 5% trên tổng đơn hàng khi mua từ 3 sản phẩm khác nhau. Vào dịp Tết thì có rất là nhiều chương trình khuyến mãi, thì hầu như tất cả những mặt hàng đều có khuyến mãi hết, từ TV, tủ lạnh đến máy giặt đều có chương trình khuyến mãi. Mỗi phân khúc giá nó sẽ có khuyến mãi khác nhau, như từ 5 triệu trở xuống thì nó sẽ có là nước ngọt, hoặc là từ 10 triệu trở xuống thì nó sẽ có là bộ chén và những cái phần quà khuyến mãi khác nữa như của hãng tặng kèm. Và kèm theo đó thì cũng có những chương trình là giảm giá dành cho khách hàng, giảm giá từ 10 đến 20%, 30% vẫn có. Mẫu nhà mã thì hầu như đa dạng hơn và nó cải tiến về công nghệ và cả về cái kiểu dáng nữa. Giá cả thì nó cũng không có biến động nhiều.
và chủ yếu là nó đi theo về công nghệ và tăng về cái số lượng nhiều hơn. Để người tiêu dùng trong tỉnh có nhiều cơ hội tiếp cận với hàng hóa, thuận lợi mua sắm nhân dịp Tết Nguyên đán sắp đến, ngành công thương đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại như hội chợ, phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn vào thời điểm cuối năm. Qua đó, cũng là dịp để các cơ sở doanh nghiệp gặp gỡ, giao thương, xây dựng mối quan hệ trong kinh doanh để phát triển thị trường tiêu thụ nội địa, tạo lòng tin với người tiêu dùng đối với hàng hóa do doanh nghiệp Việt sản xuất. Diễn ra từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 27 tháng 1 năm 2016 tại sân vận động tỉnh Vĩnh Long, hội chợ khuyến mại hàng tiêu dùng Tết Vĩnh Long 2016 cũng là một trong những hoạt động tiêu biểu trước thềm Xuân Bính Thân năm nay, nhằm kích cầu tiêu dùng và phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong tỉnh và các vùng lân cận. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác để mở rộng thị trường, hợp tác đầu tư kinh doanh và thiết lập kênh tiêu thụ ổn định. Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban nhân tỉnh, thì Sở Công Thương chủ trì giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại phối hợp cùng các công ty tổ chức sự kiện ở thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các doanh nghiệp bán hàng có khuyến mãi cái đợt mà cuối năm để thực hiện kích cầu hàng tiêu dùng đối với doanh nghiệp và đối với người tiêu dùng thì nói chung đều có cái lợi thì đối với doanh nghiệp thì trong cái thời điểm này người ta sản xuất ra rất nhiều cái loại hàng, nhiều chủng loại, nhiều mẫu mã, chất lượng có thể nói đảm bảo, nhưng mà để có cái kênh phân phối tốt và có cái thông tin rộng rãi đến người tiêu dùng thì các doanh nghiệp thực hiện cái chương trình khuyến mãi Tết năm 2016 tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long thông qua cái hội chợ thì tỉnh xác định đây là cái thời điểm kích cầu không những cho doanh nghiệp trên địa bàn mà kể cả các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt thực hiện cái chủ trương người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, qua đây để chúng ta có cái cơ sở quản lý đối với cái chất lượng hàng hóa trong cái thời điểm mà có thể nói tăng cao để kích cầu người tiêu dùng trong nhanh cái đợt mà trước trong và sau Tết Bính Thân năm 2016. Hội chợ lần này đã thu hút trên 80 cơ sở doanh nghiệp tham gia với 180 gian hàng, trong đó tỉnh Vĩnh Long có 11 cơ sở doanh nghiệp tham gia với 31 gian hàng. Các sản phẩm được trưng bày giới thiệu tại hội chợ như hàng tiêu dùng, thực phẩm chế biến, các mặt hàng điện tử, điện gia dụng, trang trí nội thất, quần áo thời trang và các sản phẩm phục vụ cho ngày Tết cổ truyền. Đặc biệt tham gia hội chợ lần này, nhiều đơn vị doanh nghiệp đã đưa ra các chương trình khuyến mại giảm giá hấp dẫn để phục vụ người tiêu dùng mua sắm Tết. Năm nay, hội chợ được tổ chức ngay tại trung tâm thành phố Vĩnh Long cùng với các chương trình bốc thăm may mắn hàng đêm với những phần quà hấp dẫn từ các đơn vị tài trợ, nên đã thu hút được đông đảo người dân đến tham quan mua sắm. Đây là lần thứ hai Trung tâm Xúc tiến Thương mại phối hợp với các ban ngành để tổ chức cái hội chợ khuyến mãi Tết. Các mặt hàng mà doanh nghiệp mang đến cho hội chợ lần này thì rất là nhiều, cái sản phẩm là phong phú đa dạng, chất lượng cũng được đảm bảo và giá cả thì hợp với sức mua của người dân của tỉnh Vĩnh Long cũng như các vùng lân cận. Và qua đây là cũng là kích thích cái nhu cầu mua sắm của người dân địa phương cũng như là các tỉnh lân cận để mua sắm trong dịp Tết. Nối tiếp thành công từ kỳ hội chợ khuyến mại lần trước, năm nay Trung tâm Mua sắm Nguyễn Kim Cần Thơ tiếp tục tham gia và đồng hành với hội chợ khuyến mại tại Vĩnh Long. Trong lần thứ hai đến với thị trường Vĩnh Long, trung tâm này mang đến hàng ngàn sản phẩm thuộc 4 nhóm mặt hàng chính là thiết bị viễn thông, kỹ thuật số, điện tử, điện lạnh và hàng gia dụng. Các chương trình khuyến mại chủ yếu mà trung tâm này đưa ra là giảm giá với khoảng 30 dòng sản phẩm, trong đó có những sản phẩm giảm giá lên đến 50% và nhiều sản phẩm được bán với giá ưu đãi. Với kinh nghiệm từ lần tham gia trước và có bước thăm dò thị trường kỹ lưỡng trước khi tham gia hội chợ năm nay, nên các sản phẩm khuyến mại của đơn vị này được nhiều người tiêu dùng quan tâm và lựa chọn để mua sắm. Tôi cùng gia đình mua nệm, rồi mua máy in, mua bột giặt, những cái mặt hàng cần thiết nhất cho gia đình. Thì tôi thấy thì giá thì rẻ. Năm nay thì cái đồ tiêu dùng cho gia đình thì tốt, đa dạng. Xài thì mình chưa nói chất lượng nha, nhưng mà chỉ có cái là nó rất là đa dạng và nó vừa túi tiền. Với sẵn cái Tết nè, rồi gia đình cũng chi tiêu dè sẻn, rồi tranh thủ hàng giá rẻ mình mua về mình sử dụng. Đến với hội chợ tại Vĩnh Long lần này thì Trung tâm Mua sắm Nguyễn Kim Cần Thơ có dành tặng cho những khách hàng là 2.000 cái phiếu mua hàng 200.000 và có những cái chương trình khuyến mãi giá rất là sốc, ví dụ như là
bột xà bông, một ký bột giặt quai chỉ có 19 ngàn, và những cái bộ ly, cái nồi đất thì có giá chỉ có 9 ngàn, và còn lại là những cái mặt hàng khác thì giảm giá từ 20-50%. Nguyễn Kim là chọn lựa những cái hãng có chất lượng hàng hóa rất là uy tín trên thị trường, từ nhập khẩu tới nội địa, thì tất cả hàng hóa đều được phục vụ cho hội chợ và cho tất cả các khách hàng của Nguyễn Kim. Mình đến đây với cái lần thứ hai thì sẽ có những cái bước nghiên cứu thị trường rất là kỹ trước khi đưa ra cái chiến lược để phục vụ cho khách hàng tại Vĩnh Long nhân dịp hội chợ. Thị trường Vĩnh Long trong cái định hướng của Nguyễn Kim là thị trường trọng điểm sau cái thành phố Cần Thơ. Thì kế hoạch trong năm 2016 sẽ có một cái store ở trên đây. Một số doanh nghiệp cũng mang đến hội chợ lần này các sản phẩm mới để giới thiệu và tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Như sản phẩm mật ong chanh đào của công ty này là sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, kết hợp giữa mật ong qua tràm của rừng U Minh được khai thác bằng phương pháp gác kèo truyền thống với trái chanh đào miền Bắc. Với định hướng mở rộng thị trường và nâng cấp giá trị cho sản phẩm, công ty này đã xây dựng quy trình lấy và lọc mật sạch, không dùng quá chất để đảm bảo chất lượng và an toàn cho sản phẩm. Đồng thời, bao bì, nhãn mác sản phẩm cũng được thiết kế chuyên nghiệp và bảo hộ nhãn hiệu để người tiêu dùng có thể nhận diện sản phẩm trên thị trường. Do vậy, các sản phẩm này có thể trở thành món quà ý nghĩa cho sức khỏe vào dịp Tết. Thì khi mật ong thu về thì mình sẽ qua các cái lần mà mình lọc. Thứ nhất là mình lọc thô để cho nó sạch những cái sáp, cái tạp chất. Và lần thứ hai thì mình lọc những gọi là những cái sáp mịn như bột sáp còn lại cho nó có cái độ ánh sạch của mật ong, thì mình đóng. Cái đặc điểm của mật ong Hương Tràm khi mình lọc cái đó thì nó sẽ không có can thiệp vô, giống như mình xử lý bằng những cái nhiệt độ hay những cái hóa chất gì, thì nó giữ được cái mùi vị và nó cái chất lượng các cái thành phần vitamin dưỡng chất ở trong cái mật ong thì nó còn lưu giữ lâu dài. Có cái định hướng là mình muốn phát triển mật ong để cho nó đi xa hơn. Mà muốn đi xa hơn thì mật ong phải được xử lý làm sạch theo một cái quy trình phù hợp vệ sinh, chất lượng sản phẩm, chất lượng an toàn thực phẩm. Và đồng thời là muốn vậy thì mình phải làm cái bao bì cho nó phù hợp để đảm bảo được cái chất lượng của mật ong cho nó lâu, và cũng như là cái bao bì nó đẹp, nó bắt mắt thì giúp cho người tiêu dùng người ta dễ tiếp cận, người ta mua hơn. Việc đẩy mạnh các hoạt động thương mại, đảm bảo cân đối cung cầu thị trường hàng hóa trên địa bàn Vĩnh Long đã đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Qua đó, giúp hàng hóa lưu thông dễ dàng, không có tình trạng hiếm hàng sốt giá. Trong các dịp lễ Tết, các hoạt động kinh doanh mua bán rất nhộn nhịp và sôi động, đặc biệt là các hoạt động khuyến mại. Đây cũng là dịp mà một số đối tượng có thể lợi dụng để thực hiện các hành vi gian lận thương mại, đánh lừa người tiêu dùng thông qua các hình thức khuyến mại trá hình. Chính vì vậy, cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ hàng hóa khuyến mại không rõ ràng để đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cái việc mà đăng ký với Sở Công Thương về thực hiện khuyến mại rất là nhiều, nhiều lĩnh vực, và có thể nói là đặc biệt là trong thời điểm trước trong và sau Tết. Thì đối với Sở chỉ đạo đối với các phòng ban chức năng là cố gắng làm sao thông qua các hồ sơ người ta đến đăng ký là phải có nhắc nhở, phải thực hiện đúng đủ các nội dung đã đăng ký. Và cái quan trọng nhất là Sở đang chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp cùng với Sở Tài chánh, thanh tra Sở Tài chánh tăng cường kiểm tra các cái nội dung mà thực hiện cái khuyến mãi đối với các cơ sở doanh nghiệp khi đã đăng ký. Thì cái này là cái quan trọng nhất này, tức là Chi cục quản lý thị trường phối hợp cùng thanh tra thuế kiểm tra cái diện rộng để đánh giá về cái tình hình giá cả thời điểm trước, trong và sau khi khuyến mãi nó đúng thực chất như đã đăng ký hay không. Nếu trường hợp mà không đảm bảo thì chúng tôi cương quyết xử lý theo quy định của pháp luật. Các chương trình kích thích nhu cầu tiêu dùng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc kích cầu thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2015 ước đạt 35.640 tỷ đồng, tăng 9,24% so với năm 2014, và phấn đấu trong năm 2016 tiếp tục duy trì đạt tăng trưởng ở mức trên 9%, đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 40.000 tỷ đồng. Để làm được điều này thì cần phải phát huy và nâng cao hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, đặc biệt là các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn. Qua đó, giúp doanh nghiệp phát triển thị trường nội địa,
cũng như tạo cơ hội cho người dân nông thôn tiếp cận với hàng hóa chất lượng và giá cả hợp lý. Tết Nguyên Đán 2016 đã cận kề. Đây là thời điểm mà nhiều loại hàng hóa, đặc biệt là nông sản, bắt đầu tập kết về chợ để phục vụ nhu cầu dịp Tết. Thị trường hàng hóa những ngày cận Tết này như thế nào? Nhu cầu tiêu dùng mua sắm của người dân ra sao? Và ngành chức năng đã làm gì để tạo điều kiện cho người dân mua bán, tiêu thụ hàng hóa trong dịp Tết này? Đây sẽ là nội dung chính trong chương trình chuyên đề kinh tế kỳ tới với chủ đề Thị trường giáp Tết, được phát sóng vào lúc 19h45 ngày 1 tháng 2 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Kính mời quý khán giả đón xem.